Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của Clickbuy. Đây là Samsung Galaxy Note 9, một trong những con máy mà mình đã ao ước một thời để có được nó các bạn ạ. Nhưng mà ở cái thời điểm cách đây khoảng tầm 3 cho tới 4 năm thì cái mức giá của con Note 9 này khá là cao, loanh quanh khoảng tầm từ 10 cho tới 15 triệu gì như đấy. Nhưng mà ở thời điểm này, cái mức giá nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, chỉ loanh quanh khoảng tầm trên dưới 5 triệu là các bạn đã có thể sử hữu nó rồi. Cụ thể thì với phiên bản Hàn Quốc thì nó sẽ loanh quanh với mức giá là khoảng tầm 4 triệu 9 còn với phiên bản Mỹ thì nó sẽ có mức giá cao hơn một chút là khoảng tầm 5 triệu 3 5 triệu tư gì đấy và sẽ có rất là nhiều bạn không biết và thắc mắc về việc là với phiên bản Hàn hoặc là phiên bản Mỹ nó có khác gì nhau không mà mức giá nó lại chênh lệch như vậy thì với phiên bản Hàn Quốc mình đang cầm ở đây thì nó sẽ được trang bị con chip đó là Exynos 9810 còn với phiên bản Mỹ thì nó sẽ được trang bị con chip tới từ nhà Qualcomm Snapdragon gần 845 thì với con chip sau so 845 nó sẽ cho một cái hiệu năng cũng như là tối ưu tốt hơn khá là nhiều so với con chip Exynos 9810 khi mà các bạn chơi những tựa game nặng thì con Snapdragon nó sẽ luôn mang lại cái mức hiệu năng ổn định hơn này FPS trong quá trình chơi nó ngon hơn và nhiệt độ nó cũng sẽ thấp hơn. Và về thời lượng sử dụng pin thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn tầm 10 cho tới 15% gì đấy. Cho nên mức giá nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Rồi quay trở lại với phần thiết kế của con Samsung Galaxy Note 9 này thì các bạn có thể thấy là nó vẫn sẽ có một kiểu thiết kế khá là đẹp. À, các phần viền xung quanh thì được làm khá là vuông vức này mặt trước thì chúng ta sẽ có một kiểu thiết kế tràn viền ra hai bên nhìn rất là đẹp nhưng mà nó sẽ rất là dễ bị cấn khi mà chúng ta cầm như thế này hoặc là cầm ngang ra chơi game à, như thế này thì rất là dễ bị cấn tay vào màn hình cho nên đây cũng sẽ là một cái điểm trừ nhẹ nhẹ của nó. Nhưng khi mà các bạn mua về, mang ốp vào thì nó sẽ đỡ đi khá là nhiều đấy Ở phần cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cổng cắm 3.5mm rất là tiện lợi Ở giữa thì sẽ là cổng sạc USB Type-C Phía bên cạnh thì sẽ là vị trí của loa và con này cũng sẽ được trang bị loa kép nha các bạn Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái bút S Pen rất là đặc trưng của dòng Note cái bút s pen này thì nó cũng sẽ hỗ trợ khá là nhiều trong học tập cũng như là trong công việc Ví dụ như mình là một người làm content này Thì mình có thể là ghi những ý tưởng ra rất là nhanh chóng Cũng như khi mà mình quay phim ý, Thì mình có thể là vẽ ra được những góc quay như thế này Hoặc là đối với những bạn nào làm designer thích vẽ vời Thì khi mà có một cái bút s pen và một con máy dòng nốt như thế này Các bạn đi ra ngoài đường mà có một cái ý tưởng gì đấy Thì cũng có thể là rút ra và phát thảo lại một cách rất là nhanh chóng Ngoài ra nó vẫn sẽ có rất là nhiều tính năng hữu ích dành cho công việc Các bạn đang quan tâm thì cũng có thể là tự tìm hiểu thêm nhá tiếp theo về màn hình thì con nốt 9 này nó sẽ có một màn hình kích thước lớn là 6,4 inch độ phân trải lên tới là 2k và chúng ta sẽ có tấm nền là Super AMOLED mang lại cái khả năng hiển thị rất là tốt à, màu đen sâu này cái điểm đặc trưng của tấm nền Super AMOLED này đó chính là về màu sắc nó được đẩy lên khá là rực à, đặc biệt là các màu ví dụ như là màu đỏ này màu xanh hoặc là màu vàng nó được đẩy lên khá là cao nên nếu như mà các bạn xem phim giải trí các thứ ấy, thì nhìn vào rất là đã luôn nhưng mà khi mình muốn chỉnh màu trên màn hình này thì sẽ hơi khó một chút tại vì màu nó rực quá khi mà kéo xong là kéo qua iPhone hoặc là những con máy khác ấy thì cái màu nó bị nhạt đi rất là nhiều nhưng mà không sao cái nhu cầu phần đa mọi người hiện nay thì đẹp là được cho nên đây cũng sẽ không phải là vấn đề rồi tiếp theo là về phần cấu hình thì với con máy mình đang cầm là phiên bản Hàn Quốc cho nên nó sẽ được trang bị con chip cây nhà lá vườn Exynos 9810. À, chúng ta sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ như trong. Thì với cấu hình này ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy này, những thao tác mình bấm vào hầu như là nó sẽ phản hồi ngay lập tức. Bấm vào nó phản hồi này, bấm vào nó phản hồi hoặc là các thao tác mình chuyển đa nhiệm chẳng hạn thì nó vẫn sẽ khá là mượt mà. Tất nhiên sau một khoảng thời gian các bạn sử dụng à, cài nhiều app vào ứng dụng chạy nền nhiều thì lúc đấy nó cũng sẽ xảy ra một số hiện tượng giật lag mà thôi nhưng mà không đáng kể đâu nhá. Còn với cấu hình này để mà chơi game giải trí với những tự game có đồ họa 2D à, hoặc là những tự game mobile kiểu Liên Quân Mobile này, rồi Liên Minh Thúc Chiến ở mức 60 FPS và mức đồ họa trung bình thì nó vẫn sẽ chín ngon chín mượt. Trong suốt quá trình mình test được con này thì hầu như nó không hề xảy ra hiện tượng giật lag. Còn với những tự game có mức đồ họa cao hơn kiểu như là PUBG Mobile hoặc là Call of thì nếu như mà các bạn chơi ở mức setting hợp lý, kiểu như là mượt và FPS là cực độ chẳng hạn thì nó vẫn sẽ cân một cách khá là ok. Tiếp theo về camera thì nó sẽ được trang bị bộ đôi camera với camera chính có độ phân giải là 12MP và camera tele cũng sẽ có độ phân giải là 12MP. Nghe tới phần thông số thì có vẻ khá là cùi đúng không nào? Tại vì phần đa những con máy hiện giờ được trang bị ít nhất 3 camera, 4 camera rồi độ phân giải 64MP, thậm chí là 108MP cũng có nhưng các bạn cũng nên lưu ý là phần thông số không phải là tất cả đâu. Thì với camera của Samsung Galaxy Note 9 thì mình thấy nó vẫn sẽ đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu chụp chẹt hàng ngày của các bạn thôi. Những bức hình mình chụp ra ở đây thì khi mà mình zoom vào này, trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì chi tiết, màu sắc nó lên cực kỳ là tốt, cho dù là mình zoom cận vào như thế này thì các vân trên cái lens của mình nó vẫn lên rất là tốt luôn tiếp theo là một bức hình mình chụp trong điều kiện chụp đêm này thì các bạn có thể thấy khi mà mình zoom lên như thế này hầu như nó không hề bị noi luôn các bạn ạ và những chi tiết ở xa ví dụ như là các cửa sổ này rồi lá cây các thứ nó thể hiện rất là tốt à, còn về cái khả năng quay video thì ở đây nó vẫn sẽ quay được độ phân giải tối đa để mình kiếm xem à, camera phía sau này nó sẽ quay được độ phân giải tối đa là 4K 60fps nhá rồi cuối cùng là về pin thì với con Samsung Galaxy Note 9 này nó sẽ được trang bị một viên pin là 4000 mAh kèm theo sạc nhanh là 18W Thì cái thời lượng sử dụng pin thực tế trên con máy này ấy, thì nó cũng sẽ không quá trâu đâu các bạn ạ à, Thời gian on screen thực tế thì nó cũng sẽ loanh quanh khoảng tầm 4 tiếng trên dưới 4 tiếng gì đấy thôi Và tại vì đây là máy cũ cho nên là cũng tùy pin thôi nhá Con thì bị chai nhiều và con thì bị chai ít cho nên là về thời lượng sử dụng pin cũng sẽ không được chắc chắn cho lắm Nhưng mà theo mình thì con Note 9 này một một ngày mình có thể là sạc hai lần là chuyện hoàn toàn là bình thường. Còn các bạn, các bạn thấy sao về con Samsung Galaxy Note 9 khi mà cái mức giá nó cũng chỉ còn lênh quanh khoảng tầm 5 triệu đồng mà thôi. Liệu rằng nó có đáng mua hay là không? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.